Đến với du lịch Lạng Sơn, chúng ta có rất nhiều những địa điểm tham quan nổi tiếng, ví dụ như đỉnh Mẫu Sơn, thành Nhà Mạc, làng Tô Thị, động Tam Thanh và chùa Tam Thanh. Sau một ngày vui chơi ở các địa điểm tham quan thì chúng ta có thể đến mua sắm ở một số nơi. Vì Lạng Sơn là một tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc cho nên rất nhiều cửa khẩu giao thương giữa hai nước, ví dụ như cửa khẩu Tân Thanh chẳng hạn, thì chúng ta có thể đến các khu chợ như vậy hoặc là chợ Đông Kinh ở thành phố Lạng Sơn. Nhưng đó là nếu như chúng ta có thời gian, còn gói gọn trong một ngày vui chơi, buổi tối chúng ta có thể ghé phố đi bộ Kỳ Nừa, chợ đêm Kỳ Nừa để chúng ta mua sắm và thưởng thức ẩm thực, cũng giống như đi dạo phố để nghỉ ngơi tại chợ. Chợ bắt đầu vào buổi tối, thường được khoảng 7 giờ thì chúng ta có thể bắt đầu vào chợ để tham quan và mua sắm. Chợ thì bán rất nhiều những mặt hàng rất là đa dạng, từ các mặt hàng điện tử. Chợ được chia ra làm 3 khu khác nhau. Chợ như các bạn thấy ở đây chính là khu chợ bán các đồ điện tử. Các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái mặt hàng lưu niệm, các mặt hàng điện tử và thời trang mới lạ. Và khi chúng ta đi tham quan một vòng trong chợ điện tử như vậy, ngoài các mặt hàng điện tử thì vẫn bán xen kẽ các mặt hàng khác nha các bạn. Nhưng ở phiên chợ này thì chủ yếu là chúng ta sẽ thấy các mặt hàng điện tử và đồ chơi và những cái mặt hàng lưu niệm. Và đi qua khu chợ này thì chúng ta sẽ sang bên chợ đêm thì sẽ có rất nhiều những cái mặt hàng thời trang khác. Chợ đêm Kỳ Nừa khá giống với chợ đêm và phố đi bộ của Cần Thơ. Ở Cần Thơ thì chúng ta cũng sẽ thấy chợ Nhà Lồng, và chợ cũng được chia ra làm hai khu phố riêng biệt, đó là một khu phố bán hàng lưu niệm và một khu phố bán hàng ăn uống. Và chúng ta có cầu đi bộ Ninh Kiều. Và khác một cái là vì Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, chính vì vậy chúng ta không có sông nước, chính vì vậy không có bến du thuyền như Ninh Kiều nha các bạn. Nhưng đổi lại thì ở Lạng Sơn có rất nhiều cảnh núi non hùng vĩ và rất đẹp. Chúng ta có thể ghé vô trong chợ để lựa chọn những cái mặt hàng lưu niệm hoặc là mua những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Chắc chắn sẽ có những cái mặt hàng mà các bạn sẽ không nhìn thấy ở những cái khu chợ khác, chỉ tới đây thì các bạn mới thấy được thôi. Chính vì vậy khi thấy cái mặt hàng nào nó phù hợp với nhu cầu của mình thì các bạn có thể mua ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Và sau khi chúng ta đi ra khỏi khu chợ bán đồ điện tử và hàng lưu niệm thì chúng ta sẽ đi qua phố đi bộ để sang phía bên đối diện, chính là chợ đêm Kỳ Nừa. Thì chợ đêm ở đây thì bán rất nhiều những cái mặt hàng thời trang, có các dịch vụ ăn uống. Khu phố dịch vụ ăn uống là gọi là khu phố ẩm thực, sẽ làm đường chính giữa của khu phố đi bộ. Ở đây thì có rất nhiều những cái mặt hàng quần áo này, ba lô này, giày dép này. Nói chung là có đủ tất cả những gì mà các bạn có thể cần. Và các bạn cần bất cứ thứ gì chắc chắn cũng sẽ tìm thấy được ở chợ đêm Kỳ Nừa. Chúng ta sẽ dành thời gian để đi mua sắm. Sau khi chúng ta mua sắm xong rồi thì chúng ta có thể đi ra phố đi bộ để chúng ta đi dạo. Và bắt đầu chúng ta sẽ thưởng thức những cái món ăn ẩm thực nổi tiếng của Lạng Sơn. Ngoài hai sản phẩm ẩm thực rất đặc trưng của thành phố Lạng Sơn, đó là heo quay và vịt quay, gọi là đặc sản nổi tiếng của Lạng Sơn rồi, thì chúng ta vẫn có rất nhiều những các món ăn khác thì các bạn có thể thử khi tới đây. Thì như các bạn thấy không gian chợ, hiện tại là tôi đến ở cái thời điểm nó khá là sớm, khu phố đi chợ đi bộ vẫn còn chưa bắt đầu, mới chỉ đang chuẩn bị thôi. Chính vì vậy mà các bạn thấy rằng là ở ngoài phố đi bộ khá là ít người, nhưng chỉ một lát nữa thôi thì khu phố sẽ tấp lập rất nhiều người đi lại. Chúng ta đến ở là du lịch Lạng Sơn có một cái hay, đó là tất cả những địa điểm nổi tiếng á, gần như là gói gọn ở xung quanh thành phố Lạng Sơn. Chính vì vậy chúng ta có thể dành một ngày vui chơi thật là thoải mái, rồi buổi tối chúng ta sẽ nghỉ ngơi mua sắm và ăn uống. Và đây chính là khu phố ẩm thực. Các bạn tới đây có thể lựa cho mình những cái loại trái cây, nước uống hoặc là những cái món ăn để các bạn nót dạ sau một ngày các bạn vui chơi mệt mỏi, hoặc sau thời gian mà các bạn đã mua sắm những thứ cần thiết và phù hợp cho mình. Khi tới đây thì tôi cũng sẽ dành thời gian để thử những cái món ẩm thực ở trong khu phố này. Và điều đặc biệt là tôi có thử ghé qua rất nhiều những gian hàng, thì có trò chuyện với các chị em và mọi những người bán hàng thì họ rất là thân thiện và rất là thoải mái. Cho nên thấy cái gì mới lạ hoặc là chưa biết thì các bạn cứ vô tư mà các bạn hỏi thăm nha. Mọi người sẽ nhiệt tình trả lời và chia sẻ với các bạn. Những cái món ăn thì cũng cảm thấy là rất là bắt mắt. Có thể là cũng không khác biệt nhiều so với những cái khu phố ăn vặt
ở những địa phương khác. Tại vì những cái món ăn vặt thì nó cũng đặc trưng tương tự như vậy thôi, nhưng có thể là khác nhau về cái cách chế biến, khác nhau về gia vị, nó sẽ cho các bạn những cái cảm giác khác nhau. Ở đây thì có đủ các loại trái cây, các bạn có thể là uống nước ép, ăn sinh tố hoặc là ăn trực tiếp từ trái cây, đó là do lựa chọn của các bạn thôi. Nhưng mà khu phố thì có quá nhiều thứ để ăn, nhìn cái gì cũng thích, cho nên là tôi cũng sẽ lựa chọn một ít đồ nướng để thưởng thức cho mình. Vì vịt quay và heo quay thì tôi cũng đã thử trong một ngày xong chơi ở thành phố Lạng Sơn rồi. Như các bạn thấy, bạn trai rất là dễ thương, rất là vui tính. Tôi sẽ lựa chọn ở đây và sẽ ngồi lại để thử vài món để cảm nhận cái ẩm thực của thành phố Lạng Sơn nha các bạn. Hy vọng là khi các bạn tới đây sẽ có thêm những cái thông tin hữu ích để các bạn dành thời gian cho một chuyến đi của mình. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ tại thành phố Lạng Sơn. Show me the way.